đó mình đưa lên trình công an luôn, để em mốt có chuyện gì người ta ném đó vô tay á, rồi công an nói bà không có báo tôi làm sao tôi biết được cái dạ, chuyện gì dạ, bây rồi. Giờ bà có báo thì ta mới can thiệp, ta mới bảo vệ cho ta. Hôm nay trời mưa nhưng mà cũng có nhiều người đến phụ ba nè, đặc biệt là cái chị kế toán. Chị này là làm xong việc rồi nên là đó, ra phụ ba này dọn dẹp cái đồ để xin ra bán nè. Trời mưa thì không biết ngày nay khách đến mua cua thì bà có nhiều hay không nữa. Chị bà có lo lắng không? Và cộng thêm cái việc số người điện thoại đến thăm dọa chị ba nữa. Thấy rất là thương. Thấy ý kiến của nhiều người thì với cái tuổi đời của chị ba rồi, là lớn rồi, nhưng mà một bị thăm dọa như vậy thì rất là suy nghĩ và lo lắng rất là nhiều. Đây bữa nay mình được nghỉ sớm mà mình ra sớm mà chị. À làm hết việc rồi. Hôm nay là người ta còn làm thế thì mình cũng nghĩ là không nên. Cho rồi thì nên cho gì. Và số tiền đó thì sử dụng để trả cho gói hàng gì đó, thế thì có gì. Thì số mấy đây chị ha? Mình số 5 mình đến rất là sớm. Thì Bình Dương thì là mình ở đâu tới đây mua cua chị? Bình Dương. Anh em mọi người. Chị có coi cái clip mà dì ba bị thăm dò qua đập nhà rồi không? Có xem qua. Thì mình nghĩ sao về vấn đề đó chị? Những người đó thì cũng chỉ là cái miệng thôi. À. Bạn muốn hút mưa đúng không? Mình cũng là người ở dưới Bình Dương nên đây không mưa đâu. Thì bạn cần sang cái gì bảy bên đó. Cái gì bảy bạn chạy cây bên kia đường nhỉ? Xong rồi bạn lấy số đi cho mình. Dạ mình qua chị Bảy lấy số á chị. Nói cho em lấy số thứ tự để mua cua. Rồi chị Bảy đưa cho. Dạ bạn đi qua đấy đi là có. Những người đó thì mình nghĩ rằng là chỉ gọi là một cái chiêu trò thôi. Để hăm dọa là... chiêu trò. Mà thường thường thì những cái người đấy là suy nghĩ chưa tới. Hăm dọa một cái người già, một cái người già mà người ta còn không có đủ khả năng để mà chống đỡ. Đúng không? Người đó không xứng, nó lại không đáng để mình nhắc tới. Và nếu mà hăm dọa, nếu mà nói ra lời thì cái người đó mình không sợ. Hành động ấy mà chỉ có sẵn sàng giúp đỡ gì ba trong lúc có chứ, người Việt Nam mà là nhất hơn nữa là gì, là đang cái tầm độ tuổi mà giống như là cha là ông là bà mình rất là thương. Bố mẹ mình ở nhà cũng hơn 60 rồi. Chẳng cứ gì mình mà tất cả những người khác, mình nghĩ là thế. Đã là người Việt Nam thì chắc chắn sẽ làm điều đó vì gì đó. Thì theo cái quan niệm của cô á, là dì ba lớn tuổi rồi mà mình thương dì ba không hết thì giúp cho dì ba đi. Nếu mình giúp được cái gì thì mình giúp, chứ mình đừng có dạy không tốt em ơi, không tốt. Theo cái quan niệm của cô là như thế á. Mấy người tìm tới phá hoại rồi đổ cua này kia, cua dùng cua con á. Đúng rồi, thành ra cô thấy thương dì ba. Thành ra cô ta chính vì vậy mà cô cứ đến đây ủng hộ dì ba rồi. Cô ăn cua dì ba mấy lần rồi chứ không phải đây. Hôm nay cô thấy bán hết đâu? Tại vì bữa nay trời mưa thì dì ba lại trễ. Cô bên quận 7 qua mà. Cua dì ba ngon. Cũng như là ngon là cái muối chân châm độc quyền cái đó ngon. Tại vì dì ba thật là thật tài kinh. Tại vì cua dĩ chất lượng. Thành ra nhiều người cứ bánh mì như thế này nè. Tại sao dì ba bắt mắt? Bắt mắt thì không có hỏi em chứ mua cái dây là hết bao nhiêu rồi. Cái này cua là mình mua là dì ba thành phẩm nguyên con. Thành ra nếu so đồng tiền là không có bắt mềm. Nếu mà dì ba thì thăm dọa được phá nhà rồi đó. Sẵn sàng bảo vệ. Nếu trường hợp như vậy thì báo chính quyền địa phương, công an tại đó, khu vực ở đó. Thì mình thấy dì ba là người lương thiện. Dì ba đâu có làm gì tầm bậy cái gì pháp lực đâu. Mà mình không bảo vệ em đó. Cô là cái quan niệm cô là như vậy đó. Thì ra chính vì bữa nay cô thích quá cô lại ủng hộ tiếp nữa.
tại vì chỉ lớn tuổi phải chi dĩ mà có con dĩ mà con dĩ hai ba người luôn quanh thay gì thì người ta nói nha, còn này chỉ là con dĩ qua đời rồi còn có mình dĩ, thành ra bà con tính miền á thấy là cũng giúp đỡ cho dĩ cũng như là dĩ bán rồi dĩ về chứ dĩ đâu có nói gì tới ai đâu mà hăm dọa dĩ chi, dĩ 70 tuổi rồi. Cô này ở bên quận 7 qua này, cô này cũng rất là thương dì ba, luôn ghé ủng hộ cô của dì ba và nghe những cái lời hăm dọa của cô này cũng động viên, cũng rất là bình thường dì ba. Okay, vâng, vậy để con này nè, vậy thì trẻ, cô kẹt cho con đi. Đó là đây giờ trẻ, trẻ thua 16. Đợi thấy, đợi trẻ. Hình như là cân lại để khỏi thiệt thòi cho gì ba. Anh là số bao nhiêu vậy anh? 17. 17 rồi, anh mua cô gì ba, biết con cô gì ba lâu chưa? Chưa. Dạo gần đây anh có nghe thông tin là gì ba bị đe dọa không? Có. Thì anh nếu mà ý kiến riêng của anh thì anh nghĩ sao về đó? Nếu mà mình thấy dì ba già thì mình nên giúp dì ba chứ sao mà đe dọa dì ba mà vì một cái người nào đó mà nói như vậy. Thì mình nghĩ đi, mình là người, mình là con người mà sao mình làm vậy, mình nói được cái câu đó không? Mình dì ba nay bao nhiêu tuổi rồi mà mình cũng bao nhiêu tuổi rồi, mình phải coi cho mình sao mà mình nói câu đó với dì ba. Thì nếu mà đụng tới dì ba đó thì lấy một con thành một con gạch thôi, mà lấy con dừa thôi được, khó bự quá. Rồi xem rồi cái gì rồi sao anh nói nếu này thì, mình nói chung là mọi sự đều có chính quyền rồi hết. Yeah. Nhưng mà cái người mà nói vô nói ra thì kêu cái người đó nếu mà có làm việc thiện, có đi tu thì bớt khẩu nghiệp. Cũng nói gì ba cố gắng đi, đừng có cái lời đó mà suy nghĩ nhiều suy sụp rồi. Mình ở đâu lên đây mua đây anh? Ở quận 5. À cũng gần đây mà. Ủa? Ở đâu ở đây mua cua anh? Ở quận 7. À dạo này gần nhà bè anh có theo dõi con cua gì ba thấy trên mạng, mà thấy trên mạng á rồi đi qua mua. Rồi, ăn nghe... mấy lần rồi, ăn mấy lần rồi ngon. Anh có nghe nói là dạo này dì ba bị hâm dọa không? Cũng có nghe nói á. Mà kệ tới chuyện nó đâu quan trọng. Quan trọng bán ngon rồi hâm dọa, đâu quan trọng. Anh đã có gọi điện thoại bên nhà dì ba. Thì dì ba ra đây rồi. Thì người bên đó đó là nói để khoảng 3 giờ đó cô gọi lại, cô góp ý đó. Thì cô ý là đúng. Cô góp ý là đúng. Thì bây giờ là thì thôi sẵn cô đây được, con không gọi qua nhà nữa. Dạ, đúng rồi. Thì tụi con có gì tụi con góp ý với dì ba luôn. Chứ cô không gọi nữa. Dạ. Đó, thì cô nói cái chuyện đó là mình phải làm đúng luôn. Thì tụi con giúp dì ba thì giúp cho nó luôn như vậy. Dạ. Con hiểu không? Lên báo công an để dọa cô. Tại vì hả? Lên để dọa. Hình cầm số điện thoại để theo luôn. Cầm số điện thoại đó mình đưa lên trình công an luôn. Không dọa thì vậy đó. Dạ. Giờ tôi quan mang tôi không có mà mua bán được. Dạ. Thì giờ công an bảo vệ giùm cho tôi. Để em mốt có chuyện gì người ta ném đá vô tay á, rồi công an nói bà không có báo tôi làm sao tôi biết được cái dạ, chuyện đúng gì rồi. Dạ, bây giờ bà có báo thì tao mới can thiệp, tao mới bảo vệ cho ba được. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Qua giờ có người điện thoại tới rồi nói này nọ nữa không? Không. Nãy con thấy mấy người ở đây nói là cũng sẵn sàng ủng hộ dì ba, sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ dì ba. Không dám
chị ba thấy những cái lời đó thấy vui không? Vui chứ. Vui mà có yên tâm không? Tâm rồi. 500 anh em tâm sao có gì ba ngon không? Ngon không? Ngon hay gì ba? Hồi tối này gì ba có ngủ có ngon không? Ngủ ngon chứ. Ngon nha. Hôm nay cua gì ba trên mâm rất là to nè. Đó mọi người thấy không? Cái càng thanh trên. Rất là to. Hết cua bự rồi. Trời ơi chết. Biết mà chú nói là cái quả nó chặt.